rồi hello thì hôm nay uh, Lung nghiệp tân yên mình xin chào toàn thể các anh em <laughs> để đến với video của ngày hôm nay thì uh, đáng nghĩa là đúng như lịch hẹn là mình sẽ làm một cái video uh, hướng dẫn uh, cho các anh em là uh, huấn luyện chó để cho nó không vồ gà theo như ý muốn đấy nhưng mà mình phải xin phép là lui lại uh, lịch ở video sau nha anh em thì hôm nay uh, trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều các anh em là uh, cũng uh, hỏi mình về cái cách uh, phòng bệnh cho chó con làm sao để cho nó tránh bị thiệt hại. Thì, uh, cũng có khá là nhiều cho nên là thôi hôm nay mình xin phép là làm được cái video là hướng dẫn cho các anh em là phòng bệnh đường ruột cho chó nhỏ dưới 10 kg. Đây như chú chó nhà mình đây thì là cũng được uh, 10 kg rồi. Tầm này thì không sợ nữa rồi bởi vì là nó ăn uống thì thoải mái. Thế nhưng mà một số các anh em là còn chưa có kinh nghiệm uh, để chăm sóc uh, cho những chú chó con của nhà mình nên là anh em cứ đi bắt uh, những chú chó mặc dù rất là nhiều tiền về nhưng mà anh em không chăm sóc được cái thì nó lại uh, bị uh, uh, hỏng mất thì nó hơi phí <laughs> cho nên hôm nay mình sẽ gấp rút mình làm cái video này thế thì uh, nhà mình thì cũng hết uh, chó con rồi mình cũng chẳng có uh, uh, được nhiều cho nên mình chỉ lấy một uh, hai cái hình ảnh thôi để anh em mà uh, uh, biết thế còn lại thì chủ yếu là mình sẽ nói để cho các anh em nghe và anh em hiểu. Cho nên là anh em đừng có bảo là mình có một hai con chó rồi lại thế nọ thế kia nha anh em. Mong anh em thông cảm. đâu? Về đây. À, thì cái phòng bệnh đường ruột cho chó nhỏ này thì nó cũng đơn giản thôi. Thì uh, quan trọng nhất là anh em nuôi uh, có một hai con ấy thì anh em không phải chăm mạnh như là chó đàn. Như chó đàn thì anh em nuôi nhiều thì nó lại phải nuôi theo chế độ khác nó không nuôi theo như là chế độ của một hai con này được đấy thế còn nhưng mà thường thường là các anh em là bắt được một con về hoặc là hai con về thì anh em uh, chăm là anh em lại cho nó ăn quá mức đó là nhiều đồ dầu mỡ như là đồ ăn uh, cơm thừa canh cặn của nhà mình ấy thì anh em lại cho nó ăn như có cả thịt thà hoặc là uh, đồ dầu mỡ nhiều quá như là nước uh, dùng nước thịt nên là thường thường như thế thì là hay sai cho nên là nếu mà để mà chăm sóc uh, cho một chú chó nó ok thì anh em cần phải nhớ kỹ một cái điều như thế này đó là cái bước ăn nguồn ăn thức uống của nó là rất là chủ đạo với mình thì mình sẽ chú ý cái nguồn ăn thức uống của nó khi mà chó nhỏ chó nhỏ thì uh, thường thường là không được uh, ăn dầu mỡ nha anh em nhé càng ít dầu mỡ bao nhiêu thì anh em càng tốt bấy nhiêu bởi vì là nhiều dầu mỡ thì uh, nó sẽ gây ra cái đường ruột kể cả như anh em có phòng 5 bệnh 7 bệnh 2 bệnh thì vẫn bị coi uh, như là hỏng bình thường nhé anh em cứ cho uh, như anh em nuôi một con như thế này anh em cứ cho cơm này mới lại uh, nước canh nước canh thì uh, phải nói là nước canh không dầu mỡ đấy cứ như là nước luộc rau chẳng hạn thế xong anh em tưới một tí mắm vào hoặc là anh em cho cơm trộn với nước mắm ok ăn đảm bảo luôn trên 10 cân thì anh em cho ăn cái gì cũng được nhưng mà dưới 10 cân thì anh em phải cho ăn như thế cho là con chó của nhà các anh em nó sẽ đảm bảo khỏe mạnh và đặc biệt thì anh em phải có nước uống nhá đây nước uống thì lúc nào anh em cũng phải có để cho nó uống nó khát là nó uống chứ không được bỏ quãng nó đấy mà anh em không cho nó uống nước là nó cũng không được đâu nhá có hai cái nguyên nhân như vậy cho nên là anh em cứ chăm sóc cho chú chó của nhà mình Làm sao hạn chế được như là xương, sẩu hay là coi như là đồ dầu mỡ Anh em cứ tập trung chính, anh em cứ cho nó ăn vừa phải thôi, ăn, ăn uh, như vậy thôi Và thỉnh thoảng anh em có thể là cho nó ăn uh, phòng thêm như là Beberin hoặc là coi như là Metalon Quên mình xin lỗi anh em không phải là thằng Metalon nhé <laughs> Mà đây, đây đó là cái thằng uh, Metrolidazon đấy đây này cái thằng vì đỏ hay còn gọi là là, là vì đỏ đấy thì anh em mua ở ngoài hiệu giúp tây thôi đây này đấy và anh em như nước uống thì anh em có thể là hòa vào mấy lại men sống men tiêu hóa cho nó đấy thì cứ thỉnh thoảng anh em như anh em nuôi một con thì anh em chỉ cần lấy một hai lạng thôi chứ không cần lấy nhiều đấy anh em à, à, lấy vào thì là là cho nó là ok và cứ thỉnh thoảng anh em trộn vào thức ăn này hoặc là nước uống này thế anh em cứ trộn vào đấy thì cho nó uh, ăn cho nó uống thì đảm bảo với các anh em là một trăm cho các anh em là chó nhà anh em sẽ khỏe mạnh bình thường và sẽ ở bên các anh em đấy chứ còn nếu như mà anh em mà uh, cho ăn uh, xương sẩu mới lại nước dùng như vừa rồi đấy có hàng trăm anh em uh, điện về hỏi mình thì mình cũng uh, hỏi ý kiến các anh em là anh em chăm sóc như thế nào thì anh em đều bảo là nuôi một con thì cứ nhà anh em nước dùng nước giếc là kể cả như đồ dầu mỡ nước thịt đấy anh em cứ trộn vào cho nó ăn ngon lắm nhưng mà chỉ được vài bữa thôi nha anh em nên là anh em tránh tình trạng là thiệt hại về chú cún của nhà mình thì anh em cứ chăm cho nó làm sao cho nó ăn như vậy thôi tránh cái đồ dầu mỡ thì là nó sẽ là ok nhất thế còn lại là À, trên 10 cân rồi. Đấy, tức là trên 10 kg thì nó, nó nó là to rồi, nó lớn rồi. Lúc đấy anh em cho ăn dầu mỡ xương xảo gì ok thì anh em cứ cho cho thoải mái nhá. Là anh em cứ cho nó bụp, cái gà xương anh em cứ cho cũng được, không sao cả. Bởi vì lúc đấy là đường ruột của nó là ổn định nhất rồi. Thế còn dưới 10 cân là anh em cứ phải nhớ kỹ một điều mình xin nhắc lại. Đó là anh em uh, cho ăn uh, tránh cái đồ dầu mỡ càng tránh đồ dầu mỡ ra thì càng tốt. Đấy thì phòng bệnh thì nó cũng chỉ như vậy thôi, nhưng nó cũng chẳng có cái gì là khó khăn to tác cả. Còn nếu như anh em nuôi chó đàn thì phải phòng bệnh theo kiểu khác. Còn anh em nuôi chú một hai chú này thì anh em lại phòng bệnh theo kiểu khác. Đấy như như chú cún này, doberman này của nhà mình ấy thì mình vừa mới xích nó thôi, cho nên là nó còn chưa quen. Đây mình xích và nó còn đang đang đang, đang sợ xích. căn <laughs> bản là vừa mới xích hôm nay. ấy hôm nay là xích lần đầu tiên luôn đấy nên là nó nó còn sợ còn nếu bình thường thả nó ra ngoài nó chạy tung tăng lắm thế mình uh, muốn xích để mình uh, dạy cho nó một vài cái động tác uh, để hôm nay cháu nó bắt về thì nó uh, nó, nó nó cũng uh, dễ thuần để cho nó chơi Cun cun rồi thì hôm nay là video mình uh, hướng dẫn anh em coi như là phòng bệnh đường ruột cho chó nhỏ dưới 10 cân thì cũng đến đây là kết thúc thì cũng mong là được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em để mình có thêm cái động lực làm video tiếp theo. <laughs> Thế còn lại anh em nào thấy hay thì cho mình xin một like chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thế còn lại anh em nào có nhu cầu gì à, hay là có muốn mình hỗ trợ tư vấn cho anh em cái gì thì anh em cứ điện theo số điện thoại mà mình để dưới góc của màn hình thì mình sẽ tư vấn miễn phí, hoàn toàn miễn phí cho các anh em. Hoặc là anh em có thể truy cập vào số Zalo, số điện thoại có Zalo luôn ở đấy. Thì uh, anh em cứ truy cập vào. Rồi thì hôm nay nông nghiệp mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.